Mình giới thiệu với các bạn cây nhất dương chỉ này các bạn này. Nhất dương chỉ thì cái một đầu giò này giống như các cây giò khác để mình gạch trên mặt. Đấy, mình tìm điểm đau. Đấy, thấy điểm đau này rồi các bạn đảo chiều cái đầu nhỏ này. Các bạn ấn lên cái điểm đau rồi ấn giữ vuông góc như này trong vòng độ khoảng 30 giây. Thì cái kỹ thuật ấn này người ta gọi là nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ này còn có tên gọi khác là kỹ thuật ấn tê. Khi các bạn ấn vào đây giữ trong vòng 30 giây đến 1 phút thì cảm giác nó tê dần dần hoặc như có luồng điện nó chạy đến cái chỗ đang bị đau. Thì nó chạy như thế đến chỗ bị đau rồi thì chỗ đau này cảm giác nó sẽ hết đau ngay. Thì cái kỹ thuật này rất hay. Nếu như sâm bất cừng là chữa u ngoài da thì cái sâm này thì cái nhất dương chỉ này khi mình gạch lên các vùng phản chiếu, ví dụ đây là phản chiếu vùng thận thế điểm đau, thì mình sẽ đảo cái giò mình ấn được cái điểm đau này thì nó có tác dụng là chữa u ở bên trong cơ thể. Ví dụ các bạn sẽ tìm trên các vùng phản chiếu trên mặt của các bộ phận nội tạng của cơ thể, sau đó các bạn đảo chiều các bạn ấn vào thì tác dụng là chữa u ở bên trong. Thì nếu như cái sâm bất cừng làm mát thì cái cây nhất dương chỉ này nó sẽ làm ấm người. Thì cây nhất dương chỉ này thích hợp với những người mà huyết áp thấp. Còn những người nào huyết áp cao rồi thì các bạn phải làm hạ huyết áp trước. Cách là sâm bất cừng khắp mặt đi cho nó hạ huyết áp rồi các bạn mới dùng cái này. Tức là luôn chú ý đo huyết áp trước, sau đó thì mới dùng cái cây này. Hoặc là cái cây này còn có tác dụng giảm đau nữa. Nhiều người là gì? Ví dụ bị đau bên này thì người ta lại tìm sinh huyệt ở bên này, sau đó người ta ấn bên này thì tác dụng là chữa bên đối xứng. Đó, nó còn nhiều tác dụng nữa thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm nhé. Chúc các bạn thành công.